Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Bây giờ là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 25 tháng 2 năm 2021 Bây giờ là khoảng 7 giờ 42 phút tối về Cali Thì chúng ta thấy là cuộc điều chỉnh vẫn tiếp tục xảy ra Và bây giờ một lần nữa Bitcoin đã dưới 50.000 đô và có mức là 47.300 Thì ngày hôm nay Bitcoin đã đi xuống tới cái mức thấp cách đây khoảng chừng vài tiếng đồng hồ đó là xuống còn 46.000 và cái mức này tuy đã là cái mức thấp ngày hôm nay nhưng mà so với lại khi chúng ta thấy đợt điều chỉnh ngày 23 tây thì chúng ta thấy cái mức thấp nhất trong vòng 2 3 ngày qua là khoảng 44.800 thì ngày hôm nay tuy đã xuống tới 46.000 nhưng mà vẫn chưa phải là mức thấp nhất trong vòng mấy ngày qua và chúng ta thấy được cái giá hiện bây giờ đó là bây giờ xoay quanh là 47.000 đô và đương nhiên chúng ta nói tới đồng Bitcoin chúng ta nhìn vào những đồng khác như là Ethereum thì cũng có cái tình hình tương tự các bạn thấy là Ethereum đã xuống tới mức thấp ngày hôm nay là 1445 Tuy là mức thấp ngày hôm nay nhưng mà các bạn thấy được là ngày 23 Tây thì Ether đã xuống tới cái mức là 1, 356 bây giờ premium, suy đến mức là khoảng 1490 1500. Nhìn vào cái trang web coi 360 thì các bạn thấy được là phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay ngoại trừ chúng ta có đồng Cardinal là có một chút màu xanh và đồng Nia thì có màu xanh đậm hơn nhưng mà phần lớn là màu đỏ với nhiều đồng. Lúc từ đỏ càng đó đỏ, càng xuống nhiều. Các bạn thấy được là chúng ta sẽ nói tới đồng Cardinal một lát nữa tại vì Cardinal sắp sửa có một cái cập nhật half forecast kế tiếp vào ngày 1 tây tháng 3. Bây giờ chúng ta nhìn vào uh, chi tiết hơn thì các bạn thấy được là Bitcoin đi xuống ngày hôm nay là 5,6% thì đương nhiên chúng ta thấy được những đồng lớn cũng đi xuống theo các bạn thấy được là Ethereum xuống 7%, Binance Coin xuống 7%, theo điều chúng ta không nói tới Cardano lên uh, 5% là một những đồng lớn mà đi ngược chiều ngày hôm nay Polkadot cũng xuống 8%, XRP xuống 8% Chúng ta cũng sẽ nói thêm về XRP ở cái phần cuối của video này uh, Litecoin thì xuống 2%, Chainlink xuống 7,9% Bitcoin Cash xuống 7,3% và các bạn thấy được là Uniswap cũng xuống 7,7% trong khi chúng ta thấy là thì xuống 5,1% và đồng đô số ngày hôm nay thì tiếp tục có cái sự đi xuống sau khi mà có cái sự tăng trưởng ngày hôm qua bây giờ đã trả trở về là chỉ còn có 5 cent cho một đồng Dogecoin mà thôi thì chúng ta nhìn chung về thị trường ngày hôm nay đây thì các bạn thấy được là tinh thần thì hôm nay đó chúng ta nhìn vào MPI nghĩa là thời đào có bán hay không thì khi chúng ta nhìn vào tình hình nào trong vòng mấy ngày qua đó Thì bắt đầu từ cái ngày là 22 tây 23 tây thì có thời đào bán Nhưng mà ngày hôm nay 25 thì không có thời đào bán nhiều Thì một trong những điều Một trong những cái giả thuyết bây giờ được đưa ra Mà một cái hội đào mà đang bị chỉ trích rất nhiều Đó chính là cái hội đào f 2 Thì hội đào f 2 này đó bây giờ đang bị chỉ trích là Bán nhiều Bitcoin khiến cho giá cả đi xuống và cố tình bán Bitcoin để mà đẩy giá xuống và các bạn cũng nên biết là f là một trong những hội đào rất là lớn trong thị trường này nhưng mà f thì cũng như là trước đây Lee không phải là lần đầu tiên mà f bị cáo buộc là bán quá nhiều những cái đồng Bitcoin khi mà họ đào ra được cách đây không lâu các bạn thấy được ngày 10 tây tháng 2 mới đây thôi cách đây hai tuần thì f cũng đã nói tất cả những thông tin liên quan tới f bán đều không đúng sự thật và bây giờ đây thì lại có những cái địa chỉ ví được để tên là F2Pool lên bởi những cái công ty mà quan sát tình hình on-chain nhưng mà không phải là họ bán thì đây là một trong những cái sự kiện mà đang diễn ra nhiều người bây giờ cáo buộc cái hội đào pool này là cái lý do tại sao mà giá cả đi xuống trong vòng 2-3 ngày qua và một trong những hội đào bán rất nhiều trong cái thời gian gần đây nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook Twitter vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Nhưng mà nào mà xem cái chương trình YouTube này các bạn có thể là nhận được những cái ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông qua liên của Thuận Capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông qua liên của Thuận Capital cho những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn Binance, sàn Binance US, sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn LMT, một sàn mà có copy trade là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để làm cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoQuant đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và ở phần cuối cái video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn nhưng mà thường mới vừa xem một cái video của Box Mining Box Mining là một trong những cái Youtuber cũng rất nổi tiếng trong thị trường này mà thường đã theo dõi cũng rất lâu Là một người mà đang sống ở Hồng Kông Thì Box Mining cũng đưa ra một số cái nhận định Thường cảm thấy là cũng rất có lý Là đối với Box Mining đó thì Cái tin tức liên quan tới hội đào f bán Bitcoin đó Tin tức này đơn giản chỉ là một cái tiên phết mà thôi Tại vì khi chúng ta nói tới một cái hội đào như là f Thì như người nghĩ là một đơn vị Nhưng mà trên căn bản một cái hội đào như là f thì có rất nhiều và rất nhiều người tham gia vào đào thậm chí các bạn có một cái máy đào các bạn vẫn có thể tham gia vào cái hội đào f pool tại sao mà nhiều người lại thích tham gia vào cái hội đào tại vì những cái hội đào đó các bạn cùng nhau góp lại cái tốc độ tính toán thì cái cơ hội đào được một lóc thì cơ hội đó sẽ cao hơn thì các bạn có thể là có những cái thu nhập nó ổn định hơn các bạn tự đào thì cơ hội rất thấp và thu nhập sẽ không ổn định cho nên hội đào là một trong những cái cách làm rất là phổ biến trong cái thị trường đào bitcoin này cho nên các bạn được đào bitcoin thì có một số những cái hội đào lớn và tất cả những cái máy đào trên cái hội đào đó không phải là thu chỉ một người mà thu cho nhiều người thậm chí các bạn có thể là hôm nay tham gia vào đào cái hội này tuần sau tham gia vào đào với cái hội khác hoàn toàn là không có gì gọi là không được cả cho nên khi mà họ đào ra đó thì trên căn bản những cái đồng bitcoin mà mới vừa đào được đó có thể bán với cái giá cao hơn là cái giá bịch thường như thị trường thì tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất là họ có thể bán qua OTC những cái sàn mà giao dịch thỏa thuận dòng ngoài thì cái giá sẽ cao hơn. Thứ nhì nữa là những cái đồng mà mới gì được đào ra thì không có lịch sử. Những đồng mà không có lịch sử đó thì là những cái đồng mà nhiều người cho là rất trong sạch cho nên nhiều người rất là thích. Giống như là các bạn lỡ như mà các bạn đụng vào một đồng khôi mà đã từng nằm trong một cái vụ lừa đảo nào đó hay là đã từng được sử dụng bởi một cái ví của một hacker nào đó thì các bạn có cái cơ hội là cái Bitcoin đó đã bị dơ rồi và sau này có thể dẫn đến một số những cái điều đáng tiếc. Nhưng mà đối với những cái đồng Bitcoin mới không có bất cứ một lịch sử nào thì những đồng Bitcoin đó sẽ có giá trị hơn đối với một số nhà đầu tư lớn cho nên họ sẽ trả cái giá cao hơn để mua Bitcoin đó. Cho nên nếu nói là cơ hội đòi FG Pool này liên tục đem đồng Bitcoin lên trên sàn để mà bán thì họ được có lợi gì? Hiện bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy là có một giải thích nào hợp lý tại sao họ lại muốn bán như vậy. Bán với cái giá thấp hơn là họ có thể bán tại vì đưa lên sàn bán trực tiếp thì các bạn thấy được là bây giờ những cái cáo buộc là họ bán lên tới hai nghìn mấy trăm mấy ngàn bitcoin thì khi mà họ bán gì thì càng bán giá sẽ càng xuống thì họ được cái lợi gì họ sẽ càng bán thì cái giá bán sẽ càng đi xuống khiến cho thu nhập của họ càng ngày càng thấp hơn cho nên một trong những cái nhận định được đưa ra bởi box mining đó chính là tin tức liên quan đến hồi đầu app chưa bán là một tin tức bây giờ là không đáng tin cậy tại vì không có nhiều dẫn chứng và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác thì nếu như mà hội đào không có bán bây giờ thì ai đang bán Bitcoin thì các bạn thấy được là một bài viết được chia sẻ bởi Cointelegraph ngày hôm nay cách đây 6 tiếng đồng hồ thì nói là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là những người bây giờ đang bán đó là những người mà trong cái thị trường này ít hơn 3 năm thì cái bài viết này là một bài viết mà dựa theo một cái biểu đồ mà chúng ta cũng khá quen thuộc đây chính là cái biểu đồ HODL Wave hay là sóng HODL thì các bạn thấy được sóng HODL là một trong những cái biểu đồ ở trên Classnode thì các bạn thấy được đây là cái biểu đồ sóng hoi đồ thì biểu đồ này cái tộc cũng rất là đơn giản các bạn thấy được đó để zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là mỗi một màu mỗi một cơn sóng này là đại diện cho người đó cái nhóm đó đang lưu trữ Bitcoin bao nhiêu lâu rồi trước khi mà di chuyển thì các bạn thấy được những cái địa chỉ ví mà giống như chúng ta nói tới cái thời điểm là ngày 7 tây tháng 2 thì các bạn thấy được ngày 7 tây tháng 2 đó từ 5 năm cho đến 7 năm thì cái số lượng Bitcoin là 3,91% phần trăm đã lưu trữ từ 5 tới 7 năm, từ 3 đến 5 năm là 13,38%, còn 2 tới 3 năm thì 10,99% các bạn thấy được các bạn có thể đọc từ trên xuống dưới để các bạn thấy được là những cái địa chỉ ví giữ bao nhiêu Bitcoin bao nhiêu năm mà chưa di chuyển cái số lượng Bitcoin là bao nhiêu. Thì như như chúng ta bắt đầu từ năm 2021 đi thì các bạn thấy được là từ đầu năm 2000 21 đó thì cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin từ 2 đến 3 năm đó, thì thời điểm đó là khoảng chừng là 12,87%, cái số lượng ví mà lưu trữ Bitcoin từ 1 cho đến 2 năm đó thì khoảng chừng là 12,09%. Nhưng mà cho đến cái thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà lưu trữ từ 2 đến 3 năm chỉ còn có 10,91% và từ 1 đến 2 năm chỉ còn có 10,39% mà thôi, có nghĩa là cái số lượng người mà lưu trữ 2 tới 3 năm đã giảm xuống cũng như là từ 1 đến 2 năm Vâng nhưng mà ngược lại các bạn thấy rằng những cái người mà lưu trữ từ 3 đến 5 năm đó là không những không xuống mà còn tăng lên. Các bạn đã thấy được là từ 3 đến 5 năm đó thì có thể nói là bắt đầu là đầu năm nay đi thì các bạn thấy được là có tổng cộng là 12,04% địa chỉ ví lưu trữ từ 3 đến 5 năm nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ gần như là 2 tháng sau thì đã lên tới 13,36%. Có nghĩa là cái bài viết này cũng như là cái thông tin on chain đã chứng nhận được là cái số lượng người bán bây giờ đó là cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin từ 1 đến 2 năm và từ 2 cho đến 3 năm. Những người mà lưu trữ Bitcoin từ 3 đến 5 năm nay không những là không bán mà còn mua thêm, cho nên có nhiều địa chỉ ví hơn lưu trữ Bitcoin từ 3 đến 5 năm trở lên tăng trưởng trong thời gian gần đây, có nghĩa là họ không bán. Thì bài viết này cho chúng ta được là những người nào mà đã lưu trữ Bitcoin đã từ năm 2017 trở lên thì phần lớn vẫn là holder, giữ rất là chặt trong tay, không bán mà chiều giá cả đã lên tới 50.000, ngàn, 58.000. Ngàn. Nhưng mà ngược lại, những người mà lưu trữ Bitcoin từ 1 tới 3 năm là những người mà đang bán hiện bây giờ. Thì đây cũng cho chúng ta có thêm một góc nhìn. Thì nói tới cái tài liệu bưu đồ trên classno thì chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu NUPL đi. Thì các bạn có thể là nghĩ ra được là cho tới bây giờ thì chỉ số NUPL lại tiếp tục điều chỉnh xuống. Và điều chỉnh xuống bây giờ ở cái mức để thùng refresh channel lại để chúng ta make sure là có cái tài liệu mới nhất thì các bạn thì được là cái tài liệu mới nhất cho các bạn thấy là chỉ số này hôm nay đã giảm tiếp tục xuống còn 0,68% ở mức là 47.209 thì 0,68 như là trả lời cái mức mà lần cuối cùng chúng ta 0,68 đó là thời điểm là 38.900 thì với cái mức giá này đó thì Bitcoin có cơ hội tăng lên đến gần 70.000 trước khi mà chúng ta lại đi vào cái nguy cơ chạm dù màu xanh nữa đợt điều chỉnh này đó, đã khiến cho Bitcoin có thêm cái phạm vi là 10.000 để tăng lên trước khi mà đi vào dùng màu xanh dương chúng ta nhìn vào những cái tài liệu khác đi thì một những tài liệu mà thuận vẫn đang rất quan tâm đến đó chính là tài liệu của Rescale Premium thì Grayscale Premium đó các bạn thì được là ngày hôm nay là tiếp tục đi vào cái dùng âm có nghĩa là những người mà tham gia vào công ty Grayscale đó họ đưa Bitcoin cho công ty Grayscale đó thì cái cổ phần họ bán đó đã thấp hơn là cái giá Bitcoin mà họ đưa cho Grayscale là trừ 3,77% Nếu cứ tiếp tục mà chúng ta thấy là cái Grayscale Premium này đi vào cái dùng âm đó thì sẽ càng ít những nhà đầu tư lớn thu mua Bitcoin đưa cho Grayscale hơn Đây là một cái dấu hiệu không tốt Chúng ta muốn thấy cái đường màu cam này đi trở lại như là cách đây mấy tháng Các bạn thấy được là càng cao càng tốt Giống như là cái thời điểm mà tháng 12 ngày 21 Tây Lúc đó là cái chỉ số này lên tới 40,18% Chúng ta muốn thấy điều đó xảy ra để cho khuyến khích nhiều nhà đầu tư lớn mua Bitcoin giao cho công ty Ray Scale để bán có lời bây giờ thì điều đó thường nghĩ là không xảy ra thời điểm hiện bây giờ thì có một bạn hỏi thường là thường cảm thấy là cũng rất có lý là tại sao thường lại muốn cái chỉ số nupl để đi xuống nhưng mà cũng đồng thời muốn cái chỉ số ray scale premium đi lên thì hai cái điều này hầu như là ngược lại với nhau tại vì đương nhiên cái chỉ số này mà đi lên chỉ số ray scale premium đi lên thì đương nhiên là nupl cũng sẽ đi lên theo thì uh, Thường cũng không có câu trả lời ngoại trừ là tại vì Thường cũng giống như nhiều bạn rất là tham Thường đều muốn cả hai Muốn là chỉ số này đi xuống để cho chúng ta có thêm khoảng cách để có thể là có cái sự tăng trưởng mạnh hơn Nhưng mà ngược lại lại muốn raise cho premium tăng trưởng để cho nhiều nhà đầu tư lớn thu mua Bitcoin tiếp tục Để cho gây cái sức ép đối với giá cả khiến cho giá cả tăng lên Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những tài liệu khác đi như là Bitcoin thì hôm nay như thế nào Các bạn thấy được là hai ngày liên tục thì cái số lượng Bitcoin đưa lên sàn so với rút ra đó thì cái số lượng Bitcoin đưa lên sàn đã ít hơn là cái số lượng Bitcoin rút ra đây là một dấu hiệu tốt cho các bạn thấy được là không có thêm Bitcoin trên sàn trong vòng hai ngày qua mặc dù giá cả vẫn này điều chỉnh nhưng mà chúng ta không thấy cái dấu hiệu là Bitcoin đang ở trên sàn nhiều chúng ta thậm chí nhìn vào một cái tài liệu mà thường đã chia sẻ hồi sáng này để chúng ta trở về Twitter đi chúng ta trở về cái trang chính của Twitter của channel này thì các bạn thấy được là một trong những điều mà được nói đến đó, đó chính là dựa theo Crypto Khoan thì 13.000 BTC đã rời khỏi Coinbase vài tiếng trước. Đây là tình hình hồi sáng này. Và cái ví lưu trữ của các công ty của Coinbase có nghĩa là nếu chứng đó này đúng đó, thì các tổ chức vẫn tiếp tục thu mua ở cái mức giá là 48.000 cho đến 50.000. Thì các bạn thấy được đây là cái dẫn chứng được chia sẻ của Crypto Khoan có 13,3 ngàn Bitcoin đã rời khỏi sàn Coinbase Pro đi vào cái ví mà sàn lưu trữ cho những cái công ty cho nên nếu như đúng thì hiện bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy một số những nhà đầu tư lớn thu mua và thường sẽ không làm quá ngạc nhiên nếu như mà tuần sau tuần tới khi mà giá cả hồi phục lại chúng ta bắt đầu nghe nói tới là tuần vừa rồi công ty này mua, tuần rồi công ty kia mua tại vì chúng ta vẫn thấy có nhiều dẫn chứng là vẫn còn một số những công ty, một số những cái cá nhân mà thu mua xuân lớn Bitcoin vẫn đang hoạt động, vẫn đang thu mua ở cái mức giá này Chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu khác đi. Đây là cái tài liệu là Bitcoin trên sàn. Thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn đó uh, lại tiếp tục có cái xu hướng giảm xuống, không tăng lên. Thì đương nhiên không có nhiều đồng hơn trên sàn. Thì cái số lượng Bitcoin trên sàn sẽ giảm xuống. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới funding rate. Funding rate bây giờ là đã trở về cái mức thấp. Các bạn thấy được là cái mức uh, cái đây là không có lâu. Đầu tháng 2 này đó, thì cái mức funding rate rất là cao. Funding rate có nghĩa là cái số tiền mà những cái trader phải chịu khi mà họ giữ cái lệnh và trong trường hợp này là cái lệnh long khi mà quá nhiều lệnh long đó thì cái phí funding rate rất là cao thì bây giờ cái phí đã có cái xu hướng đi xuống đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy là cái thị trường tăng trưởng nó nguội lại và chúng ta tương tự cũng thấy được là cái số lượng lệnh futures cũng đã giảm xuống từ cái đỉnh cao của khoảng chừng này giữa tháng 2 tới cái mức là ngày 23 tây cách đây 2 ngày thì cũng có cái sự giảm xuống khá đáng kể chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu liên quan tới những đầu ổn định đi, thì các bạn thấy được là những đầu ổn định thì cuối cùng cũng đã bắt đầu là có cái sự xuất hiện là có người lấy đồng ổn định để mà thu mua crypto, cho nên các bạn thấy là cái số lượng đồng ổn định đạt tới cái mức đỉnh Mỗi thời đại là 8,48 tỷ, nhưng sau dịch ấy, thì trong vòng mấy ngày qua cũng đã có một cái sự đi xuống. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu tương tự nhưng mà liên quan tới Ethereum đi, thì cũng tương tự như Bitcoin hai ngày nay Ethereum vẫn tiếp tục được rời khỏi sàn nhiều hơn là được đưa lên và chúng ta nhìn vào cái sự khang hiếm của Ethereum thì các bạn thấy được là trên sàn lại tiếp tục có xu hướng giảm xuống Ethereum tiếp tục bước đi trên sàn. Đây là cái tài liệu liên quan đến crypto coin mà thường muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay để cho các bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình hôm nay như thế nào. Và có một cái thông tin mà cũng khá tốt đối với Ethereum đó chính là một công ty ở Canada là CI Financial đã nộp đơn để chờ đợi có một cái ether ETF được thông qua. Các bạn có đã biết là hiện bây giờ ở Canada đã có hai cái Bitcoin ETF rồi. Hai Bitcoin ETF bây giờ là đang được rất nhiều người yêu chuộng và sử dụng rất là nhiều trong vòng mấy ngày qua. Khi bắt đầu đã giao dịch thì bây giờ đã công ty Sai Financial này cũng là một trong những công ty mà nộp cái đơn Bitcoin ETF đang chờ đợi được chấp thuận bởi ban quản lý chứng khoán của Canada. Thì bây giờ công ty này cũng nạp luôn một cái quỹ đầu tư Ether ETF và đang được chờ đợi chấp nhận của ban quản lý chứng khoán của Canada. Đây là một điều mà rất là thú vị tại vì chúng ta muốn xem coi là những nhà lập pháp ở Canada có thể chấp nhận một Bitcoin ETF nhưng mà họ có chấp nhận một Ether ETF hay là không. Đây là một điều mà chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng mà nếu như mà được thông qua, nếu như mà Canada được thông qua thì Canada thực sự là một trong những nước mà dẫn đầu trong cái sự bình thường hóa thị trường crypto này và chấp nhận thị trường crypto này cũng như là một phần của thị trường tài chính thực sự. Canada sẽ là cái quốc gia đi đầu và thuận hy vọng là chúng ta cũng thấy Hoa Kỳ có nhiều quyết định tương tự. Bây giờ thì vẫn chưa có một cái bịch không ETF nào được thông qua chứ đừng có nói tới là Ethereum ETF. Nhưng mà nếu như mà Ethereum ETF được thông qua thì sẽ dẫn đến áp lực mua Ethereum tăng lên tại vì sẽ có một số nhà đầu tư mới bắt đầu là tham gia vào giao dịch Ethereum.